Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Thì tiếp tục bữa nay là ngày chủ nhật anh em. Nãy giờ mình đăng nhiều video lắm rồi. Nói chung là mỗi một cái đèn, mỗi một anh đều là một video hết. Bữa nay là ngày chủ nhật ngày 3 tháng 4 2022 ha. Thì sở dĩ lúc này mỗi anh một video là vậy nè anh em. Tại bữa mình quê mọi người có mấy anh nhắn qua bên bên YouTube á, hỏi mình á là sao không thấy video anh. Thì nói chung là mấy ngày đó tại làm biến quá mọi người, với lại không kịp nữa. Không có kịp đăng video, chỉ chạy đi dạy xong chạy về cái test rồi gửi mọi người. Cho nên là hơi thiếu sót mấy anh đó thông cảm ha. Em rút kinh nghiệm bây giờ em cố gắng dành 10 phút ra để đăng mỗi anh mỗi cái đèn một cái video hết, để cho mọi người có video để coi trước cho nó an lòng ha. Coi video xong cái mấy anh an lòng á, rồi cái ngồi nhà 2-3 ngày cái hàng tới đó, vậy thì thấy mấy anh thích hơn. Cho nên là anh nào cũng có video hết, mong mấy anh xem. Và khi xem video nhớ nghe em nói cái địa chỉ ha. Ví dụ như em có đọc sai địa chỉ thì anh nhắn qua Zalo liền cho em để em sửa ha. Chứ để trễ quá thì nó không tốt, mọi người, shipper nó chạy nó không biết giao đường nào. Đó thì địa chỉ đúng thì mới được ha. Với số điện thoại, mà số điện thoại thì trên mạng em không có đọc. Đọc thì nó lộ ra thì không có tốt, cho nên là số điện thoại thì thua rồi. Số điện thoại thì mấy anh nhắn qua làm sao thì em sẽ ghi y gan vậy ha. Mong mấy anh đặt hàng rồi cái mình tranh thủ sắp xếp thời gian nhận hàng giúp em nha. Đó chứ nhiều khi shipper nó gọi á, rồi cái mấy anh không nghe máy cái nó gọi nó hỏi em rồi ôi nó hỏi tùm lum la đó thì nó cũng phiền, cho nên là mấy anh cố gắng sắp xếp thời gian nghe điện thoại nha mấy anh. Rồi thôi bây giờ thì mình vô hạ đề đi. Ở đây là một cái MK 200W, thì hồi nãy mình quay cái rồi đó, nằm dưới đó đó, cái đó quay rồi gửi cho anh Nam ha. Còn bây giờ là MK 200W này gửi cho anh Hoài Sang, anh Hoài Sang đó, anh Hoài Sang ở 177 Thủ Khoa Quân, phường B. Thực chất cái phường đó không phải tên B anh em, mà cái phường gì đó mà nó có AB nhưng mà ghi phường B không mà nó cũng hiểu đó. Shipper giờ nó thông minh lắm mọi người. Hôm bữa mình coi là phường gì B đó, thành phố Châu Đốc An Giang. Mấy anh shipper ảnh nhắn mình là cái phường gì đó mà mình cũng quên, nhưng mà ghi vậy thì cũng ấy ha, cũng được ha. Rồi anh Hoài Sang thì tên anh em nghe quen rồi đó. Anh Hoài Sang bữa nay anh quay lại mua chắc lần thứ tư thứ năm gì rồi đó. Lúc trước anh Hoài Sang có mua mấy cái CD nhiều, rồi cái quay lại mua tùm lum la, rồi mua nhiều đến nhất mức mà mình không nhớ nổi luôn á. Đó thì bữa giao cho anh Hoài Sang á thì có vỡ một cái đèn, và anh Hoài Sang cũng rất là vui vẻ. Mình gửi cái hàng lên thay thế, cái anh Hoài Sang anh tự thay giúp mình luôn, thì cũng cảm ơn anh rất là nhiều ha. Đã hỗ trợ nhiệt tình trong cái vấn đề mà khắc phục lỗi lầm do vận chuyển đó, thì nói chung là khắc phục được hết mọi người. Đó, hôm bữa mình có gửi một cái đèn ra Bắc, anh kia ảnh không chịu khắc phục, mình rất là buồn luôn. Khi mà anh em không có hỗ trợ mình khắc phục cái sự cố do vận chuyển anh em, thì nó thiệt hại mình chịu hết. Đó, thứ nhất là tiền vận chuyển là kể như mình mất trắng rồi đó, mình mất hết mấy chục ngàn tiền vận chuyển. Đó, rồi thứ hai nữa là cái hàng đó đó, nó gửi nó anh mấy anh không nhận thì nó gửi ngược lại em. Mà nó gửi ngược lại em á thì cái hàng nó sẽ không ngon nữa. Nó gửi đi một bận thì nó ngon, nhưng mà gửi ngược lại thì nó dằn vặt cái hàng lắm, cho nên là thiệt hại cho em lắm anh em. Cho nên anh em cố gắng nhận đi, ví dụ như xui, ví dụ như bể kính thì nhận, có đâu mình thay thôi, mình sẽ gửi tấm kính khác ra cho anh em thay. Nhiều anh em nói ngu gì nhận rồi mày không gửi kính ra, trời ơi nói giờ chết rồi. Nói vậy là chưa tin tưởng kênh miền Tây Solar rồi mọi người. Mình bán hàng năm này tháng nọ uy tín, nói uy tín đầy mình thì nói nghe kỳ, nhưng mà hứa gửi hàng là gửi hàng chứ anh em, trời đâu có gì đâu ha. Buôn bán cái chữ tín đặt lên hàng đầu nha mọi người, chứ đâu không phải mình nói đầu môi chút mũi lưỡi gì đâu ha. Có sao nói vậy không, hàng chuẩn nói chuẩn, hàng xịn nói xịn, bảo hành nói bảo hành, thay đồ nói thay đồ ha. Anh em cứ nhận đi rồi mình gửi tấm kính khác cho anh em thay cái một con ốc này dặn ra chứ gì đâu anh em, có gì đâu lo phải không. Đó, mình có đôi lời tâm sự vậy ha. Đó thì nhắc lại là cái đèn của anh Hoài Sang nè, một cái MK 200W giá chỉ có 110.000, bảy chỉ có 1.1 triệu thôi, triệu mốt mà có hình nó cao nha. Tấm pin là 40W nè, tấm pin 40W nè. Đó, mặt trước, mặt sau nè, mặt sau đây nha anh em, mặt sau nè. Đó, pin poly, cái này full cell rồi, full cell 5 bus, 1 2 3 4 5, 5 bus full cell. Nhưng mà pin nhỏ thì mình cũng không quan tâm mấy đó làm gì, đọc cho anh em nghe chơi thôi. Rồi khủng bên đây mới khủng nè. Bộ pin lưu trữ là 40Ah ha, 40Ah, 600GSMD5730. Đó, lúc trước mình có báo sai anh em nói 400, nhưng mà mình rảnh bữa trưa đó mình ngồi mình đếm là 600 chứ không phải 400. Trời ơi một đống luôn á, mình đếm lại thì rồi là 600 rồi. Đó, đèn chuẩn chỉ ha, mặt trước là một cái miếng gọi là thủy tinh trong suốt. Đó, báo chuẩn như vậy, thủy tinh trong suốt nha.
Rồi ngoài sau có gì? Ngoài sau là nhôm nguyên khối ha, à, nói chuẩn nhôm nguyên khối rất xịn sò nha. Và đây MK99200 ha. Đó, chưa có chữ mạc MK, chữ Solalai anh em đừng có nhìn. Đó, nhiều anh em nói anh cũng mua đèn chính hãng mà anh mua đèn Solalai. Trời ơi, cái chữ Solalai mà hãng gì anh em? Cái chữ này ghi chơi thôi. Quan trọng đây nè, ha, mình nói rõ vậy đó, đây nè mọi người. Đó thì cái đèn MK nó không phải như đèn JD anh em. Là ở trong cái đèn nó mới có cái tên hãng, còn cái hộp thì không nha mọi người. Cái hộp nó không có ghi, anh em đừng có nhìn cái hộp thấy không thấy cái hãng đâu hết. Rồi nói mình bán hàng giỏ mà bậy nha anh em. Cái hàng cái hộp là hồi đó giờ thấy không thấy thấy nó ghi cái chữ MK ngoài cái hộp đó. Cái hộp không có nha, nhưng mà cái đèn thì có. Đó, còn CD thì hộp đèn đều có hết. Đấy. Thôi, bây giờ thì mình test thôi. Anh em thấy cái nùi dây điện của nó không? Một nùi luôn nha, 5 mét, 5 mét dây điện á. Rồi bây giờ mình bấm auto. Auto cháy không? Auto không thấy đâu vậy? À, nãy anh bấm off. Rồi, bấm on luôn đi. Auto không thấy, đã bấm on luôn. Giờ bấm auto nè. Auto ban ngày đang sạc. Đó. Cái nút auto này á, tại vì ban ngày đang sạc cho nên bấm nút auto này nhiều cái nó khó hiểu lắm. Là bấm cái nè, nó chớp chớp chớp, có nghĩa là nó nói là nó đã nhận cái tín hiệu mình bấm rồi đó. Giờ mình bấm lại nha. Bấm lại cho anh em coi cái bấm on lên nè. Rồi bấm auto cái, chớp 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 chớp. Rồi cái nó à nó sẽ tắt. À. Nó 2-3 giây nó mới tắt mọi người, chứ không phải tắt liền. Mình tưởng là nó không tắt, nó lì. Mà không phải, 2-3 giây sau nó tắt nha. Đó, vậy là remote mình đã ok ha. Chế độ tăng giảm độ sáng độ ok nha. Bây giờ bấm lại cho anh em xem. 100% độ sáng. Đó, 50% độ sáng. Nè, 50% cái nó giật xuống nè, anh em thấy không? Đó, nó hơi mù lu lu hơn chút. Rồi, 100% độ sáng. Đó, quá trời sáng. Đó, đèn này thì bao sáng cho anh em luôn. Nhà anh em mà muốn sáng tuyệt vời treo phòng khách này kia cứ treo một cái này là nó sáng lắm. Đó, treo ở ngoài được cũng được, ở trong cũng được nha. Ánh sáng nó ngả màu vàng vàng và nó rất là sáng nha mọi người. Cái đèn này nó tới 600W D5730 ha. Như video trước mình đã cộng pin rồi pin lưu trữ rồi led rồi ấy lại là mấy cái phụ kiện mình cộng lại là hơn 1,1 triệu luôn á. Mà cái đèn bán ra có 1,1 triệu anh em. Vận chuyển khoảng 70-80 nữa nha, tại vì đèn này nặng á, vận chuyển nó cũng hơi nhiều ha. 70 nha. Rồi anh em nào mua hàng cứ liên hệ qua Zalo ha, 0766874311. Mình sẽ gửi cho anh em đèn rất là nhanh chóng luôn. Đó, đèn này mình gửi cho anh Hoài Sang ở phường B, thành phố Châu Đốc, An Giang. Đó, cảm ơn anh Sang rất là nhiều, anh Sang đã quay lên mua hàng rất là nhiều lần rồi ha. Nói chung là khách hàng thân thiết luôn rồi đó. Đó này chắc nhận được cái sự tin tưởng của anh Sang rồi đó. Cảm ơn anh Sang rất là nhiều ha. Anh Sang cứ quay là mua hàng, hôm bữa anh Sang mua quạt hay sao? Mua quạt năng lượng, bữa nay chỉ còn mua đèn nữa rồi. Đó, thôi mình kết thúc video ở đây nha mọi người. Test đèn cũng đã test rồi, mạch sạc cũng đã chớp nè. Chớp nè, thấy không? Cái này là nó chớp đèn thứ 3, còn đèn thứ 4 là đèn xanh nha. Đó. Anh em mua hàng thì liên hệ qua Zalo ha, 0766874311. Anh em nào xem kênh miền Tây Solar cảm thấy yêu thích những cái mặt hàng này, nhớ cho kênh một cái đăng ký kênh nha anh em. Rồi, xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những cái video tiếp theo.